Chúng ta sẽ đến với Lương Xuân Bảo, một tiểu ca sau khi lên hát cho Thủy Hữu nghe xong, sau khi không có thành công quyết định về hát cho Việt Nam, chào đón nam ca sĩ Lương Gia Huy. Đây là một bài hát nhạc ngoại lời Việt do chính Lương Huy tự sáng tác và viết lời. Bài hát này dành tặng cho tất cả những chàng trai. Cảm ơn em gái.
chàng trai nào mà có bạn gái thích đẹp không biết để làm gì, chỉ biết là lần đầu gặp em anh chẳng biết là mời đi đâu, đi châu Âu.